Dạ con xin mến chào và kính chúc sức khỏe đến toàn thể quý cô chú anh chị mình đang xem kênh bonsai Lục Tỉnh miền Tây nha. Thì ngày hôm nay cũng có đến địa điểm vườn kiển là quen thuộc là vườn của anh Mười Kiển nha quý cô chú anh chị. Thì ngày hôm nay anh Mười có một lô linh sam siêu bông với kim quýt với sam trái để giao lưu với cô chú anh chị mình. Em chào anh Mười ơi. À, chào em Nhẫn. Dạ chào kênh Lục Tỉnh miền Tây. Dạ hôm nay quay lại quay lại vườn Mười Kiển ở Tân Thành Lai Vung Đồng Tháp. Số điện thoại 0766 920 780 cũng là số Zalo của nhà vườn. Thì hôm nay nhà vườn Mười Kiển đem mới cây bonsai để về phục vụ quý anh chị cô bác cần sa trên mọi miền tổ quốc. Thì hôm nay trong để mất thời gian của quý anh chị, em phải vào cây số 1 ạ. 1C có giá là 600.000 cây linh sam siêu bông ạ. Em đo ở vị trí này của em nó là 36 ạ. Chiều cao của em nó là 32 à. Tàn phóng của em nó là 23. Hoành thân của em nó là 27 à. Và cây linh sam siêu bông này có giá là 600.000 à, cây 1C nha anh em. Rồi clip ngày hôm nay của anh Mười là mã số C nha quý cô chú anh chị. À, anh em vui lòng xem kỹ số và xem kỹ mã số và ngày giúp em à để chọn cây nó không bị nhầm lẫn à. Dạ tránh cái sự nhầm lẫn để cây đi cây về nha quý cô chú anh chị. Dạ cây 1C này có giá là 600.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ. Thì cây này em xin chia sẻ thêm mà nó có đường test chỗ này mà dễ ram ra nó đang sành lại nha anh em nếu mà có chơi dòng linh sam này thì không đáng ngại à. Cây này có dáng hình dáng trực lắc cành gớt nha anh em. Dạ, tiếp theo đây là cây 2C à. Của linh sam siêu bông à, cây 2C này có giá là 600.000 à, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Lô cây của anh Mười ngày hôm nay là anh sale cái giá là rất là rẻ để giao lưu với cô chú anh chị mình nha. Giá rất là tốt à. Anh em nào có vào giao lưu với em là giá này rất là tốt à. Dạ, hoành thân ở vị trí này của em nó là 50 nha anh em. Dạ em đo vị trí này của em nó là cũng 50 luôn. Dạ em đo vị trí này của em nó là 27. Đường kính bầu của em nó là đường kính tàn ngang tán ngang của em nó là 19 à. Đường kính bầu của em nó là 25 à. Chiều cao của em nó là 38 à. Và cây 2C này có giá là 600.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Giá rất tốt nha anh em. Thì anh em nào có tay nghề thì cây này còn cắt đường hướng khác nữa à. Mình có thể mình chuyển dáng mình chỉnh cái cây lại theo ý thích của mình anh. Dạ. Ha. Cho em xin dài cái cây chim anh bắt. Đây nằm đây nè. Miếng cây đó, miếng dáng đó, miếng cây đó. Nó có nhiều dáng rồi, nhiều dáng thế anh em để chuyển dáng à. Dạ cây 2C này có giá là 600.000 nha anh em. Bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ rồi mình đổi cây luôn ha. Dạ tiếp theo đây là cây 3C à. Cây 3C này có giá là 1 triệu à. Thì cây 3C này có giá là 1 triệu anh em có thể chơi dáng này nha anh em. Hoành thân của em nó là 50 à. Đường kính bầu của em nó là 32 à. Chiều dài của em nó là 47 à. Chiều cao của em nó là 37 à. Hoành thân của em ở vị trí này của em nó là 34 à. Dạ em đo vị trí này của em nó là 50 à. Dạ cây linh sam siêu bông mang mã số 3C này có giá là 1 triệu em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Nếu anh em nào có tay nghề thì về còn cắt cây này còn cắt nhiều hướng dáng khác nhau nữa anh em. Cắt cái cành này nữa là anh em chơi theo hướng khác nữa à. Nguyên một con hú nằm anh ha. Dạ. Dạ tiếp theo đây là cây 4C à. Một cây dáng rất là đẹp luôn quý cô chú anh chị ơi. Cây đâm chồi sống khỏe nha anh em. Đây nó đâm chồi nó cuốn mép đâm chồi hết trơn nha anh em. Đó. Cây đâm chồi sống khỏe hết trơn à, đâm chồi nè, đây chồi xanh nè.
Dừa nó lên rất là mạnh luôn anh ha. Và cây 4C này có giá là 700.000 anh em, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Em đo vị trí này của em nó là 25 à. 8.000 của em nó là 19 à. Chiều cao của em nó là 24 à. Đường kính bầu của em nó là 24 à. Và cây linh sam siêu bông cây mang mã số 4C này có giá là 700.000 à. Em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây bảo đảm sức khỏe à. Và tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nữa nha anh em. 5C có giá là 800.000 à. Em bao cái ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ hoành thân ở vị trí này của em nó là 46 à. Đường kính bầu của em nó là 28 à. Chiều cao của em nó là 26 à. 8.000 của em nó là 25 à. Dạ cây 5C này có giá là 800.000, em bao cái ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ em xin chia sẻ thêm à, cây sam này là sức sống nó rất là khỏe, nhựa nó đã cứng mép và đâm chồi trong rất là mạnh luôn quý cô chú ơi, đâm chồi chân nữa anh em. Thì anh em cứ yên tâm, cái cây này về là sống khỏe, anh em phui bầu anh em trồng là nó chất lượng nhất. Dạ cây 5C này có giá là 800.000, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Anh em nào có chơi dòng linh sam này thì cái cây này đáng được sưu tầm nha anh em. Cây này còn đang cắt được nhiều dáng lắm nha anh em. Anh em cắt cái cành này cũng được. Anh em cho nó cắt cành này lại làm cành một à, còn cành này không à. Dạ. Anh em này chuyển dáng lại, cây này nhiều cái thế chuyển dáng lại rất đẹp à. Cây 5C này có giá 800.000 nha anh em. Và tiếp theo đây là cây 6C à. Dạ cây 6C này có giá là 700.000 nha anh em. Dạ em đo vị trí này của em đó là 50 à. Tán ngang của em đó là 23. Chiều cao của em đó là 24 à. Đường kính mặt bầu của em nó 24 à. Dạ cây 6C này có giá là 700.000 à, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 700.000 sở hữu được cây sam siêu bông này đáng được siêu tầm nha anh em. Thì cây này anh em không đáng ngại cái là nó đã đâm chồi sống khỏe à. Anh em có giao lưu thì cây này về phá bầu ra trồng là chất lượng nhất luôn à. Không có sợ cái tỷ lệ hao hụt nữa anh ha. Dạ. Xin chia sẻ thì nó có đường lũa này không đáng ngại nha anh em, đây nè. Cuốn mép rất là mạnh. Cuốn mép rất mạnh, không đáng ngại nha anh em. Thì anh em nào có chơi dòng bonsai, linh sam bonsai này thì cái dáng này, cái giá này thì đang hợp lý để mình chơi à, được siêu tầm à. Và tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nữa nha anh em. 47C à, cây linh sam siêu bông 7C à. Có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 7C này có giá là 400.000, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 27 à. Chiều cao của em nó là 32 à. Đường kính bầu của em nó là 26 à. Hoành thân của em, vị trí này của em nó là 29 à. 7C này có giá là 400.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Và tiếp theo đây là cây in sam siêu bông nữa. 8C à, có giá 500.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Bốn mươi mốt hoành vô vị trí này nha anh em. 41 hoành chỗ này là vị trí này nha anh em. 25 vị trí này nha anh em. Chiều cao của em nó là 27 à. Đường kính bầu của em nó là 25 à. Cây linh sam 8C này có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à.
Và tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nữa nha em. 9C à. 9C có giá là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Cây rất to à. Ở vị trí này của em nó là 48 nha anh em. Chiều cao của em nó là 39 nha anh em. Đường kính bầu của em nó là 28 nha anh em. Và cây xính chê này có giá là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Đáng được sưu tầm lắm nha anh em. Và cây xính chê này có giá là 600.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Tiếp theo đây là cây 10C à. Dạ cây 10C này có giá là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây linh sam siêu bông 7C này có giá 10 có giá là 700.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Đáng được sưu tầm lắm nha anh em. Em đo vị trí này của em nó là 30 à. Em đo cái phần này của em nó là 49 à. Dạ chiều cao của em nó là 45 à. Đường kính bầu của em nó là 26 à. Tán ngang của em nó là 33 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 25 à. Và cây 10C này có giá là 700.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Rồi tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông 11C à. Hình dáng con thú nha anh em, 11C có giá là 500.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Như một con thú ngồi luôn anh ha. Dạ. Em đo vị trí này của em nó là 40 à. Lên trên à. Là 47 à. Ở vị trí này của em nó là 23 à. Chiều dài của con thú này, chiều dài của con thú này là 19 à. Chiều cao của em nó là 25 à. Cây 11C này có giá là 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông à. 12C à, 12C có giá là 350.000 à. 12C có giá là 350.000 nha anh em. Chiều cao của em nó là 41 à. Tán ngang của em nó là 28 à. Đường kính mạch bầu của em nó là 24 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 32 à. Và cây linh sam siêu bông này có giá là 350.000 à, cây 12C à. Và tiếp theo đây là cây 13C nha anh em. Hình con thú à. Cây 13C à. Rất là đẹp cây luôn quý cô chú ơi. Cây này đẹp lắm anh em. 13C. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 55 nha anh em. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 56 à. Và tán ngang của em nó là 28 à. Chiều cao của em nó là 33 à. Đường kính bầu của em nó là 32 à. Và cây 13C này có giá là 1.300.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Mình dài có con thú này 20 cm nha anh em. Có cái đuôi luôn nha quý cô chú. Có cái đuôi đây. Đây cái đuôi nhìn là rất là dễ thương luôn với cô chú ơi. Và cây 13C này có giá là 1.300.000 bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Và tiếp theo đây là cây 14C à. Cây sống khỏe nha anh em. Cây 14C có giá là 800.000 à, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Thì em xin chia sẻ thêm mà cái chỗ vị trí này đó, em nó là nó đã làm như giống như một cái máng xối, nó đã thành lại như cái máng xối mình để mình hứng nước à. Cây này có hình dáng bán đổ nha anh em, chơi rất là duyên à. Chiều dài của em nó là 41 à. Đường kính bầu của em nó là 23 à. Và chiều cao của em nó là 16 à. Tâm chồi sống khỏe nha anh em, tâm chồi đây nè.
14C có giá là 800.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Và tiếp theo đây là cây 15C à, cây linh sam siêu bông 15C à. Có 700.000 à. Cây 15C có giá là 700.000 à. hai mươi chín à đường kính tàn nó 28 à, đường kính bầu của em nó là 28 luôn à, chiều cao của em nó là 30 à. 15C có giá là 700.000 à. Thì em xin chia sẻ thêm mà đây nó có một đường lũa nó đã sành lại à, thì không đáng ngại gì nha anh em, thì nó tầm khoảng một ngón tay của em hoặc là một cây bút lông à, nói gì nè, nó đang bôi nhựa ga rất là mạnh thôi anh ha. 700.000 à, cây 15C à. Và tiếp theo đây là cây sam siêu bông 16C à. 16C này có giá là 500.000 à. Cây 16C à. Dạ em đo vị trí này của em nó là 37 à. 24 à. Chiều cao của em nó là 29 à. Hoành đót của em nó là 14 à. 16C này có giá là 500.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 17C à. 17C này có giá là 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Hoành ở vị trí này của em à. 30 cái hoành chỗ này à. Chiều cao của em nó là 31 à. Tán ngang của em nó là 30 à. Đường kính bầu của em là 26 à. Và cây 17C này có giá là 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Và tiếp theo đây là cây 18C à. 18C có giá là 600.000 à. Em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. 18C này có giá là 600.000 à. Sở hữu được cây này rất đẹp anh em. Đường kính bầu của em là 30 à. Và chiều cao của em nó là 40 à. Mình dài của con thú này là 20 à. Đây con thú này cũng nó cũng có cái đuôi luôn nha quý cô chú. Dạ hoành thân ở vị trí này của em nó là 30 à. Dạ em đo vị trí này của em nó là 59 à. 18C này có giá là 600.000 bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Anh xin chia sẻ thêm à, cái cây này nó có đường lũa chỗ này nè, không đáng ngại nha anh em. Lũa nó sành hết rồi anh ha. Dạ, tiếp theo đây là cây 19C à, có giá là 500.000 em bao ship toàn quốc anh em chơi à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 43. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 28 à. Chiều dài của con thú này của em nó là 29 à. Chiều cao của em nó là 27 à. Và cây 19C này có giá là 500.000 à, em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây linh sam siêu bông này có giá là 500.000 em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à.
Tiếp theo đây là cây 20C à, có giá là 600 ngàn à. Cây 20C này có giá là 600 ngàn à. Hoành thân ở vị trí này là 46 à. Hoành thân của em là 27 à. Đường kính tàn của em nó là 25 à. Chiều cao của em nó là 42 à. Đường kính bầu của em nó là 26 à. Và cây 20C này có giá là 600 ngàn bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là 21C à. 21C cây đinh sam siêu bông này có giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Hoành thân em đo vị trí này của em nó là 37 à. Trên này của em nó là 32 à. Chiều cao của em nó là 26 à. Đường kính bầu của em nó là 28 à. 21C có giá là 600 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Này có giá là 600 ngàn bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông mang mã số 22C à. Có giá là 700 ngàn bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Em đo vị trí này của em nó là 54 à. Em đo vị trí này của em nó là 35 à. Đường kính đàn của em nó là 20 à. Hoành thân của em ở vị trí này của em nó là 35 à. Đường kính bầu của em nó là 28 à. Cây 22C này có giá là 700 ngàn em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 23C à. Cây đinh sam siêu bông 23C à. Có giá là 500 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Đường kính bầu của em nó là 25 à. Cây bảo đảm sống khỏe nha nè. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 29 à. Chiều dài của cây này là 32 à. Cây linh sam siêu bông này có giá là 500 ngàn à. 23C có 500 ngàn à. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây linh sam 24C à, có giá là 400 ngàn em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. 400 ngàn anh em quá rất là yêu thương à. Okay, cái dáng rất là đẹp luôn quý cô chú ơi. Dạ 35 hoành nha anh em. Chiều cao của em nó là 48 à. Đường kính bầu của em nó là 24 à. 24C này có giá là 400 ngàn bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. 400 ngàn anh em. Và tiếp theo đây là cây sam siêu bông à. 25C à, có giá là 600 ngàn anh em. Cây đáng được sưu tầm lắm nha anh em. Cây 25C nè. Còn đường kính bầu của em nó là 27 à. Chiều cao của em nó là 36 à. Tán ngang của em nó là 27 à. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 49 à. Lên chút xíu nữa 51 à. 28 à. Dạ cây 25C này có giá là 600 ngàn em bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Em xin chia sẻ thêm à, nó có một cái đường lỗ tét ra gì này nhưng mà nó đã lành sành lại rồi, nó đâm chồi sống khỏe nghe anh em, nó rễ mọc lum la chân nè, không có bể nát nữa nè. Và tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nha anh em. 26C có giá là 1.100.000 anh em. 26C 1.100.000. Nếu anh em nào về có tay nghề thì cây này còn cắt lại được nhiều hướng để chơi nữa nghe anh em. Hoành thân của em nó ở vị trí này là 44 à. Ở trên này là 40 à. Chiều dài của em nó là 40 luôn à. Chiều cao của em nó là 28 à. Và cây linh sam siêu bông này có giá là 1.100.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi à.
cây đảm bảo đâm chồi sống khỏe nha anh em, cây đâm chồi này nha anh em, đâm chồi sống khỏe à. Anh em cứ yên tâm mình đem cây này về ạ. À, tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nha anh em, 27C có giá là 900.000 nha anh em, có hình dáng rất là duyên dáng à. 900.000 sở hữu được cây linh sam siêu bông này rất là đẹp ạ. À, hoành thân ở vị trí này của em là 48 nha anh em, lên này là 26 ạ. À, chiều cao của em nó là 43, đường kính bầu của em nó là 30 ạ. À, và 27C này có giá là 900.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, 27C này có giá là 900.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông 28C ạ. À, 28C này có giá là 600.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, 800.000 sở hữu được cây linh sam siêu bông nha anh em, cây đâm chồi sống khỏe nha anh em. 34 hoành chỗ này, vị trí này à, vị trí này của em nó là 22 à, chiều cao của em nó 41 à, mặt đường kính bầu của em nó là 25 à. Và cây 28C này có giá là 600.000 nha anh em, bao phí ship toàn quốc cho anh em chơi à. Cây linh sam siêu bông 28C này có giá là 600.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Tiếp theo đây là cây 29C nha anh em, 500.000 hả. Cây 29C có giá là 500.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Một phôi lùm lực với cô chú ơi. Đường kính bầu của em nó 23, chiều cao của em nó là 20. Hoành thân ở vị trí này của em nó là 28 nha anh em. Giảm đo của cái hoành ở vị trí này nó 47 nha anh em. 20.29C này có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, và tiếp theo đây là cây 30C ạ. À, cây 30C này có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi. À, cây đáng được sưu tầm nha anh em. 30C ạ. À, hoành thân ở vị trí này của em nó là 42 ạ. À, nhiều một con ốc sên anh ha. Chiều dài của cây này là 24 ạ. À, chiều cao của em nó là 17 ạ. À, và cây 30C này có giá là 500.000, em bao ship toàn quốc cho anh em chơi. À, cây đâm chồi sống khỏe. À, cây đâm chồi nha anh em. Nè, nhựa lên nó ruộng gắt là mạnh. Dạ, luôn. Ruộng đâm chồi luôn nè, xanh xanh, nó có mầm xanh luôn nha anh em. Và cây 30C này có giá là 500.000, đáng được sưu tầm lắm nha anh em. Tiếp theo đây là cây 31C ạ. À, 31C này có giá là 350.000 nha anh em. Nó có đường lũa đây nha anh em. Đây. 350.000 ạ. À, đường lúa nhưng mà nó nằm bên mặt hậu cũng không có đáng ngại anh ha. Dạ, em đo vị trí này của em nó là 37 nha anh em. Dạ, em đo vị trí này của em nó là 21 ạ. À, chiều cao của em nó là 33. Đường kính mặt bầu của em nó là 23 luôn anh em ơi. Dạ, cây 31C này có giá là 350.000 ạ. À, và cây 31C này có giá là 350.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, 32C nha anh em, 32C có giá là 500.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, cây đâm chồi sống khỏe. À, anh em không đáng ngại vụ sống chết ạ. À, chiều dài của cây là 29 ạ. À, đường kính bầu của em nó là 25 ạ. À, chiều cao của em nó là 21 ạ. À, cây đâm chồi sống khỏe nha anh em. Hoành thân của vị trí này của em nó là 31 à. Đo lên miếng này đi. 29 à. Dạ, cây linh sam siêu bông mang mã số 32C này có giá là 500.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, tiếp theo đây là cây linh sam siêu bông nữa nha anh em. 33C à, có giá là 450.000 ạ. À, 33C này có giá là 450.000, bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À, âm đo vị trí này của em nó là 25 nha anh em. Chiều cao của em, chiều dài của em nó là 22 à. Đường kính mặt bầu của em nó là 19 à. Chiều cao của cây nó là 19 à. Và cây 35C 35 3
33C này có giá là 450.000 anh em. Và cây 33C này có giá là 450.000 anh em ơi. Và tiếp theo đây là cây 34C ạ. Cũng là mã số cuối clip của mình luôn dạ, anh ha. Cây 34C này có giá là 400.000 ạ. À. Bao ship toàn quốc cho anh em chơi ạ. À. Chiều dài của cây là 35 ạ. À. Đường kính bầu của em nó là 25 ạ. À. Chiều cao của em nó là 30 ạ. À. Hoành thân vị trí này của em nó là 38 ạ. À. Cây 34C này có giá là 400.000 em bao ship toàn quốc cho anh em chơi. Cây đâm chồi sống khỏe anh em. Đây. Đâm chồi xanh lẹ xanh lét luôn anh em. Đây. Trên đây cũng vậy luôn nha. Đây. Đâu? Đây chồi đây. Đây chồi luôn nè, lên đây nó đâm chồi luôn nè. Kéo nhựa màu xanh nữa nó đâm chồi luôn nha anh em. Cây này bảo đảm sống khỏe nha. Và cây 34C này có giá là 400.000 bao ship toàn quốc cho anh em chơi à. Dạ cuối clip nhà vườn Mười Kiển chân chân thành cảm ơn kênh Lục Tỉnh Miền Tây và cảm ơn em Nhận đã ghi hình cho nhà vườn ạ. À. Dạ em cảm ơn quý khách hàng đã vừa qua đã ủng hộ nhà vườn ạ. À. Em xin cảm ơn ạ. À. Dạ cảm ơn dạ hết ạ. À.